Alo alo, Du Idol đã lâu nhưng anh em đã biết idol của mình dính bao nhiêu drama chưa? Tổng hợp tất tần tật drama, tin đồn của idol từ xưa đến nay. Nếu bỏ qua video này thì quả thực rất tiếc đó. Cùng like rồi hóng nào. Câu 1, ai từng bị dính scandal lộ link 12 phút? Giờ biết nè, chính là chị gấm Kami. Chị ấy đã từng bị Giang Cư Mận gắn tên trong một video nhạy cảm dài 12 phút. Câu 2, anh Đạt Villa từng vướng lùm xùm và combat với ai? Là phụ hồ không? Màn tuyên chiến tưởng chừng như không thể đi đến hồi kết, nhưng rồi cũng đâu vào đấy hết đấy. Câu 3, vậy vụ việc donate 400 triệu liên quan đến idol nào? Lại một lần nữa gọi tên Đạt Villa, đầu đuôi câu chuyện như nào? Anh em nào biết thì comment xuống dưới nhé, chứ chị cũng chưa hóng được mấy á. Dìm tao xuống đáy của xã hội, nhưng xin lỗi là tao từ đáy xã hội mà đi lên, được chưa? Tao là con nhà nghèo, chúng mày là tao fan đúng không? Đúng, tao fan thật. Tao đi tâm nào, tao mặc con đùi áo cộc thôi, nhưng cái tư cách của tao hơn mày rất nhiều, được chưa? Câu 4, Quỳnh Ali từng vướng drama nào? Gấm Quỳnh vướng tam tai hay sao á, mà cộng đồng mạng lại nghi cô lộ clip chứ. Cơ mà làm idol cũng khổ ghê, đồng tí là bị gắn mát luôn á. Em từng mong ngóng một câu anh ngỏ lời, thật tâm anh có yêu không? Nếu anh cứ đi với tình trốn xa lạ, nếu em cứ yêu và chia anh ở nhà, nếu mai cách xa liệu anh có thấy vui? Nếu... Câu 5, Long Chun từng có drama với ai? Và cô gái có dâu, mặc dù hai chủ thớt đã lên video đính chính, nhưng vụ việc vẫn được Giang Cư Mận quan tâm. Phải vỗ tay cho người cú bắt tay đó, chắc là phải xóa tan hết tất cả những nghi ngờ trước đây. Xuân Lan Hà Anh không hề liềm khích như đã nói, bắt tay đã văng Hương Giang ra trường gà, có thể viết sẵn những cái tít báo. Tặng hai chị với cú bắt tay vừa rồi, một cú bắt tay rất là tuyệt vời. Chúc mừng hai chị, bởi vì ngày hôm nay truyền thông thuộc về hai chị. Câu 6, Phạm Thoại và Tuấn Trinh đụng mặt nhau ở đâu đây? Thử thách livestream của The Face, một bên là khách mời, một bên là support. Thực ra hai idol này cũng là đối thủ của nhau nhé. Mọi người thì cứ bảo là Tuấn Trinh hay là Long Chun là không thích Phạm Thoại, thì thật ra không phải là không thích, mà là ưa Phạm Thoại kiểu nói chuyện to quá, kiểu ồn quá, kiểu chốt đó, nghe mệt ý. Thì Tuấn Trinh ơi, thử nhìn lại bản thân xem mình đã tĩnh chưa. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu 7, xin từng bị quản lý đối xử như thế nào? Là trời, nếu bạn là fan cứng dựng đứng của chị Xin thì chắc chắn biết chị ấy bị lừa tiền vào dịp Tết năm ngoái á, mà con số cũng không ít đâu. Ông quản lý ơi, mau hiện hồn đính chính đi nào. Câu 8, chị Xin còn bị đồn gì nữa nhỉ? Một video mà netizen đã soi ra góc nghiêng hỏng có xinh như ở trên video. Cơ mà chị Kính thấy xinh mà trời, netizen kỳ quá à nhá. Câu 9, Lê Thị Khánh Huyền đã từng vướng tin gì?
chị. Để mà nói thì chắc nhiều anh em biết rồi. Trước đây chị ấy có khoe về khoảng thời gian trước khi chị và anh Bụt đến với nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì, cho đến khi netizen bảo chị ấy ham của nên mới yêu ông Bụt. Trời trời, thương quá đi ạ. Hồi Tết anh ấy có để con nhà để làm nơi check-in sống ảo. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi anh ấy phát hiện bị mất đồ có giá trị. Và việc anh ấy làm lúc đó là ngừng đón khách đến nhà check-in. Tuy nhiên khi mà nhiều người đến như thế thì đã xảy ra một cái sự cố, đó chính là nhà em bị mất đồ. Em đã mất một cái máy sấy tóc hơn chục triệu và hai chai nước hoa của Dior. Câu 11, anh Nhật Hải biết tuốt đã lên video bóc phốt ấy. Hóng mạnh vô anh em ơi, một TikToker giấu tên Quang không ngờ đã vô tình lọt vào mắt xanh của anh Nhật Hải, làm anh ấy phải lên nguyên một video bóc phốt vì review quá dở, khiến cho Giang Cư Mận đã từng tin anh và cái kết hú hồn. Câu 12, đây không phải là drama nha anh em, nhưng vì Hồng biết chọn ai nên chị mới đố ác. Giữa Pam Yêu ơi và Âm Yêu ơi, anh em vote ai? Tóc tóc mấy ngày nay chia làm hai team rõ rệt luôn á. Bạn ở team nào thì comment nhanh nhé. Âm Yêu ơi của anh đâu rồi? Đây rồi. Pam Yêu ơi của chú đâu rồi? Đây rồi. Câu 13, giữa cặp đôi đã đường ai nấy đi này, ai là người nhiều drama hơn? Quán quân thuộc về anh Cường Tài rồi, còn chị Han thì ngồi không cũng dính thị phi ạ. Rồi không biết drama này bao giờ mới tới hồi kết nữa nhé. Câu 14, ai là người bắt chước bó hoa của Chu Tiểu Han? Không má nào chịu thua má nào nhá. Câu 15, idol của bạn có drama gì giật gân? Comment xuống dưới để mọi người đoán tên nhé. Chà chà, điểm danh một lượt thì vũ trụ tóc tóc cũng nhiều chuyện để bàn quá ta. Kiểu này chị Tím phải ra phần 2, phần 3 thì mới đã cái nư của fan rồi. Thế thì like video và đăng ký kênh đi chứ còn chần chừ gì nữa. Còn giờ thì bye bye.